Nam mô Bụt Thầy dạ. Con đã xong phần lễ bái tam bảo sáng nay với những phước lành mà con tạo được do sự lễ bái tam bảo và xin thọ trì quy giới. Con xin hồi hướng phần phước này đến với chư thiên, ngụ quanh của ngôi nhà của chúng con, và xin chia phần phước này đến với đạo tràng đồng đều nhau cả thảy. Và bây giờ là 4:27 sáng giờ Việt Nam, vẫn còn 3 phút nữa mới đến giờ sinh hoạt của đạo tràng. Nhà con kính chào quý vị đạo hữu trong đạo tràng, kính chào cô Metta, chào Siddhamen, cô Kim, kính chào cô Thi An Lạc, cô Hồng Mai, cô Huyền Mộng, kính chào cô Nguyên Trang. Con kính lễ sư Trí Đức và cô tu nữ Như Pháp. Kính chào đạo hữu Hoa Cúc Tím, đạo hữu Lê Tuấn. Nhà không biết là sư rảnh tay có mặt trước máy hay chưa. Nếu có cho con bàn tay tín hiệu thì con kính nhiệt mít lại cho sư. Dạ, con kính nhường mic lại cho sư. Nam mô Bụt Thầy dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sân Thầy dạ. Dân lên chư tôn thiền thức tăng, dân chào cô tu nữ nhiều pháp, xin chào chư thiện nam tín nữ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 141. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ơn đức tam bảo. Bụt thô ma hê si ở rằng tất thà gác tổ lộ phô tá mồ sá phá gá rù hí chệt thác phù lộ cá sơ sá thà chá ná đầm má phù quý đồ quần đà má hành tầm ná rá phù chá này giác tầm Như Lai giác ngộ pháp màu, ngài bậc trí thức không đau tính bằng, thoát ly phiền não trói chân, tu thượng giáo chủ trí năng vô lượng. Tứ đế ngài đã tin tưởng thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đến lễ Phật ơn đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tâm có đi vô với ta tu nô lô ca nó mình thá sa quý nà ta rô phù sắp và nhu vô thấp và tí phù tí sanh nhá tu hoành hóa hành tầng ná ra phù. Cái này giá cần pháp bảo quý như ánh vàng, Như Lai soi sáng vạt màn vô minh, phá tan lầm lạc chúng sinh, đầy những Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đại lễ pháp quan đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sanh phù quý số thù chú bát tán sát xà quát phù sát khà chú cà mù quát rá thầm bát sát khà phù niền đà bát sằng xà đi a nà đá rù quá rù hoành đà mã hành tầng đá ra phù. Cha này giả cần tăng bảo thinh vong Phật đà tâm học mong rõ đem mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần, xa lìa thể pháp, phàm nhân ai bì. Con xin đảnh lễ tăng hy, đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Đa tần át thế gia tê chê ná sách thà mê ê tú á tha năng tá xà vi à nú phà huê ná sá hát xà dê em ná sá chạch tú. Cầu xin tam bảo uy linh con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy nha. Phần tán dương ân đức tam bảo đã xong, bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 141. Alo, âm thanh quý vị nghe như thế nào? Chúng tôi mở loa bên ngoài nghe rõ ha. Dạ, sao tu, sao tu. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay ha. Câu Phật ngôn 141. Chúng tôi xin hướng dẫn trước. Câu này dạ.
Nanakacariya na chata na banta Nanakacariya na chata na banta Nanakacariya na chata na banta. Bây giờ qua câu số 2. Na na saka thành đi la sa di ca wa na na saka thành đi la sa di ca wa na na saka thành đi la sa di ca wa. Bây giờ ôn lại hai câu này ha. Na na Gacariya na chata na bangka na na saka thandila sayika wa Nanak gacariya na chata na bangka na na saka thandila sayika wa. Một lần nữa ha. Nanak Gacariya na chata na bangka na na saka thandila sayika wa. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục hai câu cuối, nhưng mà đưa bài lên để cho Huynh Văn Nhật Hà Huynh hành pháp thay bài ha. Ra chù quá chà năng Uti cấp ba thà năng ra chù quá tràn lăng uti cấp ba thà năng ra chù quá tràn lăng uti cấp ba thà năng. Rồi câu cuối cùng so thèn tí mắt chân a quy tình na cành khăn sô thèn ti mắt chân a quy tình na cành khăn sô thèn ti mắt chân a quy tình na cành khăn. Bây giờ ôn lại câu ba câu bốn ha. Ra chù quá chàn lăng út của tí cấp bát thà năng sô thèn tí mắt chân á quy tình na cành khăn ra chỗ quá chàn lăng út của tí cấp bát thà năng sô thèn tí mắt chân á quy tình na cành khăn ra chỗ quá chàn lăng út của tí cấp bát thà năng sô thèn tí mắt chẳng á quy tình ná canh thần. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại. Và ở đây có được một cái cách đọc an toàn, tức là cuối câu số 2 nó là trường hầm, cho nên chúng ta đọc một lần hai câu, chứ không phải đọc hết bài như những lần trước. Đọc một lần hai câu mà thấy cũng dài nhưng mà là ngắn rồi ha. À quý vị cố gắng ha. Rồi bây giờ chúng ta xin đọc trước. Na na gacariya na chata na bangka na na saka thandila sayika wa. Na na gacariya na chata na bangka na na saka thandila sayika wa. Na na gacariya na chata na bangka na na saka thandila sayika wa. Rồi câu số 3 và câu số 4 ha. Chúng tôi cũng đọc lại ba lần câu số 3 và câu số 4. Ra chù quá tràn lăng út của tí cấp ba thà năng sô thèn tí mắt chân á quy tình ná canh khăn ra chù quá tràn lăng út của tí cấp
bát hà năng su thành tí mất chẳng á quy tình ná canh thần ra chù quá tràn lặng út cú tí cấp bát hà năng su thành tí mất chẳng á quy tình ná canh thần. Như vậy trong cái cách đọc trường âm và đoạn âm thì chúng ta một cái cách đọc an toàn nhất là đọc một lần hai câu, bởi vì cuối câu số 2 nó là trường âm. Đây là một cái rất là sung sướng. Quý vị thấy câu số 2 là trường âm là mừng đi. Rồi ôn lại một lần nữa rồi chúng ta qua giọng kệ ha. Na ca cha li ya na cha ta na bằng ca na na sa ca thành đi la sa di ca wa ra chỗ quá tràn lằng út cú tí cấp ba tha năng sô thèm tí mắt chẳng á quy tình na canh khăn. Rồi giọng kinh, còn bây giờ giọng kệ, câu dài quá không biết đọc sao đây, hay là hôm nay nhường để coi quý vị có một cái giọng kệ hay như thế nào ha, nhờ quý vị ha, hay là đọc trước câu em từ trước rồi mới phân ra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Thì bây giờ chúng ta chia ra làm sao cho được 6 ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi câu này 12 thì chúng ta chia ra là 6, 6. Nhưng mà câu nó dài quá thì chúng ta phải đọc từng câu, chứ không thể đọc ráp vô một lần hai câu được. Mà quý vị kể mà ráp vô hai câu đứt hơi ạ. Nên là gia cha ri ya na cha ta na pan ca na na sa ca than di sa ca di ca wa ra chô wa chan lăng un ku ti cap ba tha năng so thèn tê mắt chăng a ti a vi tinh na căn khăn. Nghe bộ không thông hả? Rồi đọc lại. Đọc lại. Bà anh chạy lên làm chờ một chút. Na na ga cha ri ya na cha ta na văn ca na na sa ca thắng đi la sa di ca hoa ra tu qua chan lam ôn cô tì cầm ba tha nắng sô hình tì mắt chấm a quy tinh na canh thần. Lại lần nữa na nắng ca cha ri ya na cha ta na văn ca na na sa ca thanh đi la sa di ca hoa ra chú quá chán lắng ôn cô ti cầm ba tha nắng sô thành tê mắt chân a ti a quy tín na canh thân. Không phải sống lõa thể bệnh tóc cho chết mình tuyệt thực lăn trên đất sống nhớp siêng ngồi hổm làm con người được sạch nếu không trừ nghi hoặc. Rồi hôm nay đây là một câu khó và để thử sức quý vị ha. Nhưng mà bảo đảm quý vị vượt qua, quý vị lúc này giỏi quá mà. Rồi mời Sít Mê Ta, Sít Kim, Sít Hồng Mai. Dạ Nam Mô Bụt Thà, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Kha, dạ. Dạ cảm ơn cô Kim, cô Đồng Men, cô Hồng Mai cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ.
Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chị Tôn Đức quý sư, con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin đọc câu pháp cú 141 ạ. Nanak gacchari ya na chatta na bangka na na saka thang di la sa yi ka wa ra cho wa chan lang ut ku ti kap pa tha nang so then ti mak chang a wi tin na can khang. Và con xin phân tích. Na đoạn âm, nát trường âm nhấn, ga chá rí là ba đoạn âm, gia trường âm thông thường, ná chá hai đoạn âm, ta trường âm thông thường, ná đoạn âm, băng trường âm nhấn, ca trường âm thông thường, na na hai trường âm thông thường, xá đoạn âm, ca trường âm thông thường, thanh trường âm nhấn, đí lá hai đoạn âm, xa trường âm thông thường, dí đoạn âm, ca qua hai trường âm thông thường, na nắc gác ca ri già na chát ta na bằng ca na na ca thành đí lá xa dí ca qua. Và con xin phân tích tiếp câu 3 và câu 4. Rá đoạn âm, chôn âm thông thường, quá đoạn âm, chanh trường âm nhấn, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, út trường âm nhấn, cú tí hai đoạn âm, cấp trường âm nhấn, bá đoạn âm, tha trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sô trường âm thông thường, then trường âm nhấn, tí đoạn âm, mắt trường âm nhấn, chăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á quý hai đoạn âm, tinh trường âm nhấn, ná đoạn âm, căng trường âm nhấn, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và con đọc lại câu 3 và câu 4. Ra chô quá chan lăng út cú ti cấp ba tha năng sô thèn tí mắt chẳng á quy tình na cạnh khăn. Và con xin đọc lại từ đầu. Na na ga cha ri ya na cha ta na bằng ca na na sa ca thăng đi la sa di ca qua ra chô quá chan lăng út cú ti cấp ba tha năng sô thèn tí mắt chăng a quy tình na cạnh khăn. Na na ga cha ri ya na cha ta na ban ca na na sa ca thăng đi la sa di ca qua ra chô qua ban lăng út cú ti cấp ba tha năng sô thèn tí mắt chăng a quy tình na căn khăn. Không phải sống loại thể bệnh đo trét mình tuyệt thực, lăn trên đất sống nhớp, xiên ngồi xổm làm con người được sạch, nếu không trừ nghi hoặc. Dạ, đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kể. Na na ga cha ri ya na cha ta na bang ca na na sa ca thẳng đi la sa yi ca wa ra cho wa chan lăng ốt cụ ti cập ba tha năng sô thèn ti mắc
chẳng à quy tình na kinh khẳng. Dạ con đã đọc xong kệ xong, có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Trị Đức cùng với quý sư quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa cho. Dạ con xin mời vị kế tiếp ạ. Con xin kính chào sư Trí Đức, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Con xin trả bài kinh Pháp Cú 141. Quý vị nghe âm thanh rõ không? Có bị cắt khoảng không? Có bị cắt đứt không? Nghe rõ liên tục không? Sao nãy tôi nghe cô Mít Trà đọc nó bị kỳ giật đó. Tôi không biết tại tôi sao tôi đi ra đi vô lại chơi chắc ăn. Âm thanh rõ liên tục ha. Cảm ơn Hồng Mai, cảm ơn cô Mít Trà. Âm thanh rõ trả bài nghe cho nó rõ. Đang trả bài bị cắt đứt kỳ quá. Xui xẻo. Dạ con xin trả bài kinh Pháp Cú 141. Na nắp ga cha ri già na cha ta na thành ta thành đi quá chàng lằng ô khu tít khắp pha thà nặng sô thèm chi mắt chẳng tình na thành khăn. Na nắp ga cha ri già na cha ta na thành khà na na anh đi lá xà di khà hòa ra chỗ quá chàng lằng ốc khu ti khắp pha thà nặng phô thèm ti mắt chẳng á quy tình na khành khăn. Phân tích câu 1 và câu 2. Ná đoạn âm, nách trường âm nhắn, giá chá ví ba đoạn âm, gia trường âm thông thường, ná chá hai đoạn âm, ta trường âm thông thường, ná đoạn âm, banh trường âm nhắn, kha trường âm thông thường. Phân tích câu số 2. Na na hai trường âm thông thường, xá đoạn âm, kha trường âm thông thường, thanh trường âm nhắn, đi ý lá, xa trường âm thông thường, dí đoạn hai trường âm thông thường. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Na nắp ga cha na cha ta na phành kha na na sát xà di kha hòa rã trồ hòa cha lăng ô quy tích khắp pha thà nặng phô thèm ti mắt chẳng a quy tình na khành khăn. Na nắp ga cha đi già na cha ta na phành kha na na sát xà thành di la xà di kha hòa rã trồ hòa cha lăng ô quy tích khắp pha thà nặng cô thèm ti mắt chẳng a quy tình na khành khăn. Phân tích câu số 3. Rá đoạn âm, trô trường âm thông thường, quá đoạn âm, trang trường âm nhắn, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, út trường âm nhắn, khú tí hai đoạn âm, kháp trường âm nhắn, bá đoạn âm, tha trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Phân tích câu cúng cùi hay câu cuối cùng. Sô trường âm thông thường, thèm trường âm nhắn, tí đoạn âm, mắt trường âm nhắn, chăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á quý hai đoạn âm, tình trường âm nhắn, ná đoạn âm, khanh trường âm nhắn, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Rá chồ quá chàng làm út khu tí khách, pha thà nặng sô thèm tí mắt chẳng á quy tình na khành khăn. Na nắp ga cha ri già na cha ta na phành khà na na sa khà thành đi lá xà di khà hòa ra chồ quá chàng lằng út khu tí khắp pha thà nặng sô thèm tí mắt chẳng á quy tình na khành khăn. Na nắp ga cha ri ya na cha ta na phan kha na na sa kha thằng di la sa di kha wa ra cho wa cha lăng u khu tích khắp ha tha năng so thèm ti mắc chăng a quy tình na khanh khăng. Na nắp ga cha ri ya na cha ta na phan kha na na sa kha thành đi la sa di kha wa
và cho qua chẳng lăng u khu ti khắp pha tha năng phổ thèn ti mắc chẳng a quy ti tình na khanh khăn. Không phải sống lõ thể, bệnh tóc cho chết mình, tiệt thuật, lăn trên đất, sống nhốt, xiên ngồi xổm, làm con người đứng không trừ, nghi hoặc. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu cho câu kinh Pháp Cú 141. Thấy bà cái bằng quà hướng dương dặn khè, chắc không có chuyện gì. Xin cảm ơn sư. Các quý vị đã, cô Hồng Mai, cô Mít Trà cho bông hoa cùng vỗ tay vỗ chân. Nhưng mà nếu con có sai cái gì, xin các sư, các cô tư nữ và quý vị Phật tử cho con biết để con sửa. Và con xin cảm ơn và con xin mời vị kế tiếp, hình như Hồng Mai phải không? Nếu không phải thì mời vị kế tiếp nhé. Chúc quý vị được an vui và may mắn. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, kính lễ cô của sư Nguyễn Như Pháp, kính lễ quý chư tăng, chư cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin trả bài câu pháp cú số 141. Namakgacchaviya na chatta na pangka na na saka thang bilasa yika wa racho wa chan lang ukkutikap ta tha nang so thèn di mắt chẳng a quy tình na tăng khăn. Namakgacchaviya na chatta na pangka na na saka thang bilasa yika wa racho wa chan lang uk cú tích cấp bác thà năng sô thèn đi mắt chẳng á quy tình na căng thăng. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Ná là đoạn âm, nắc là trường âm nhấn, gá, chá, rí, ba âm, gia, trường âm thông thường. Ná, chá, hai đoạn âm, ta, trường âm thông thường. Ná, đoạn âm, tăng, trường âm nhấn, ca, trường âm thông thường. Na, na, hai trường âm thông thường. Xá, đoạn âm, ca, trường âm thông thường. Thăng, trường âm nhấn. Đí, lá, hai đoạn âm. Xa, trường âm thông thường. Dí, đoạn âm. Ca, qua, hai trường âm thông thường. Namakgacchaviya na chatta na pangka na na sakka thang dilasa yika wa. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Á là đoạn âm, chô là trường âm thông thường. Quá đoạn âm, chan trường âm nhấn. Lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Úc trường âm nhấn. Cú tí hai đoạn âm. Cấp trường âm nhấn. Pá đoạn âm. Tha trường âm thông thường. Năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xô trường âm thông thường. Thêm trường âm nhấn. Tí đoạn âm. Mắt trường âm nhấn. Chăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á quý hai đoạn âm. Kinh trường âm nhấn. Ná đoạn âm. Căng trường âm nhấn. Thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ra chờ quá chà lăng út cú tí cấp ta thà năng sô thèm tí mắt chăng á quý tình na căng khăng. Dạ con xin đọc lại hết câu pháp cú số 141. Namakgacchaviya na chatta na pangka na na sakka thang dilasa yika wa racho wa chalang kutikap ta tha nang so then di mat chang a quy tình na căng khăng. Namak Gacchaviya na chatta na pangka na na sakka thang dilasa yika wa racho wa chalang ukkutikap ta tha nang so then di mat chang a quy tình na căng khăng. Không phải sống lõa thể, bệnh tóc cho chết mình, tuyệt thực lăn trên đất, sống nhớt xiên ngồi xổm, làm con người được sạch, nếu không trừ nghi hoặc. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin đọc lại ạ.
na na nga chariya na chata na pangka na na sakathang vilasa yikawa kacho wachalang ukutikap patanang so tenti machang awiteng ngakang khang namak nga chariya na chata na pangka Nanasakathang vilasa yikawa Hajwachalang ukutikampathamang Sothendimachang awitinakangkhang. Dạ con đã đọc phân tích và kể xong có gì sai. Xin sư trí đức và đạo tràng chỉ sử dụng con ạ. Con kính tri ân sư trí đức. Cảm ơn đạo tràng. Xin mời vị kế tiếp. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Dạ, Nam Mô Thầm Mà Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư trí đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con đọc câu pháp cú số 141 ngày hôm nay ạ. Nanak gacariya nacata nabanka nana sakka than dilasa yikawa Rajo wachan lang ukuti kap patan nang so ten ti mat chang awitin nakan khang. Nanak gacariya nachata napanka nana saka than dilasa yika wa rajo wachan lang ukuti kap patan nang so ten ti mat chang awitin nakan khang. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Nanak gacariya nacata nabanka nana saka than dal dilasa yikawa. Na là đoạn âm, nak là trường âm nhấn, ga, cha, ri là ba đoạn âm, ya là trường, na, cha là hai đoạn âm, ta là trường âm thông thường, na là đoạn âm, ban là trường âm nhấn, ka là trường âm thông thường. Na, na là hai trường âm thông thường, xá là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, thanh là trường âm nhấn, đí, lá là hai đoạn âm, xa là trường âm thông thường, dí là đoạn âm, ca, qua là hai trường âm thông thường. Na nắc gacariya nacata napanka na na saka than dilasa yika wa. Dạ, câu số 3 và câu số 4. Rajo wachan lang ukuti kappatha nang so then ti mat chang awitin nakan khang. Ra là đoạn âm, cho là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, chan là trường âm nhấn, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, uk là trường âm nhấn, cú, tí là hai đoạn âm, là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, so là trường âm thường, then là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, mắt là trường âm nhấn, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á, quý là hai đoạn âm, tin là trường âm nhấn, ná là đoạn âm, căn là trường âm nhấn, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Rajo wachan lang ukuti kappatha nang so then ti mat chang awitin nakan khăn. Dạ con xin đọc lại ạ. Nanak gacariya nacata napanka nana saka than dilasa yikawa Rajo wachan lang ukuti kappatha patha nang so then ti mat chang awitin nakan khang. Không phải sống lõa thể, bệnh tóc cho chết mình, tuyệt thực lăn trên đất, sống nhớp xiên ngồi xỏm, làm con người được sạch nếu không trừ nghi hoặc, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu.
Nanak gacariya na chata na banka na nasakathan dilasa yikawa. Racho wachan lang ukutikap patanang so tenti matchang awitin nakankang. Nanak gacariya na chata na banka na nasakathan dilasa yikawa. Racho wachan lang ukutikap batanang so tenti matchang awitin nakankang. Dạ con đã đọc và kể xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Và con cảm ơn cô Như Quang đã post bài. Dạ con xin kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ alo, dạ xin chào quý sư, quý cô tu nữ và toàn thể đạo tràng. Dạ hôm nay con xin đọc bài kinh Pháp Cú 141. Nanacchari cha nacchata napanka nanasaka tandinyasa jika qua racho wacha chalang ukutikap pan năng su thiên ti mật trắng áp quy tinh nặc căng khẳng. Con xin phân tích dạ lá là đoạn âm nặc là trường âm nhấn giá chá chá rưỡi và ba đoạn âm già là trường âm thông thường ná chá và hai đoạn âm ta là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, pân là trường âm nhấn, ca là trường âm thông thường, ná, na na là hai trường âm thông thường, xá là đoạn âm, ca trường âm thông thường, thân là trường âm nhấn, đi lá là hai đoạn âm, xa là trường âm thông thường. Dí cho đoạn âm cá cao qua là trường âm thông hai trường âm thông thường, lá là đoạn âm chô là trường âm thông thường, quá chá là quá là đoạn âm chắc là trường âm nhấn, lăng là trường âm đọc hay giọng ngôn âm, út u út là trường âm nhấn, cú tí là hai đoạn âm, cấp là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, tha là đoạn trường âm thông thường, năng là trường âm đọc giọng nguyên âm, sô là trường âm thông thường, thanh là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, mắt là trường âm nhấn, trăng là trường âm đọc thay giọng nguyên âm, á quý là hai đoạn âm, kinh là trường âm nhấn, lá là đoạn âm, khăn là trường âm nhấn, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con xin đọc lại. Nanagacariya nacchatana tanka nanasaka thandilasayika qua racho vachalang ukutikappa năng số thần ti mắt trắng áp quy tinh nát căng khẳng. Bài này khó quá, chắc không dám đọc kệ luôn hả. Họ còn không phải sống loại thể bệnh tóc to trước mình, việc thực lăn trên đất
sống nhất xin ngồi sống làm con người được sạch. Nếu không trừ nghi hoặc, đăng dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Dạ, con xin xuống bất nạn. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Thầy Giá. Dạ, xin mời những bạn mà chưa đọc kinh Pháp Cú, xin mời quý vị giơ tay lên và chúng ta cùng đọc bài ạ. Dạ, xin mời ạ. Dạ, xin mời Hạnh Phước, Lê Tuấn, Hoa Cúc Tím, các bạn, các đạo hữu xin mời lên đọc bài câu Pháp Cú ạ. Xin mời quý vị. Alo, 123, 123. Quý vị nghe rõ không ạ? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sao bàn tay còn đưa lên bức mà. Rồi quý vị vẫn nghe rõ phải không? À, Huỳnh Hạnh Pháp hả? Nói rằng bài này khó, nhưng mà vẫn thể hiện rất là tốt. Phân tích trường âm, đoạn âm ha, rất là rõ ràng. Như vậy đâu khó. Quý vị đã tự tin ha. Quý vị phân tích được như vậy là quý vị thấy rằng đường đi có, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Huynh Pháp làm được như vậy, tại sao huynh Hạnh Phước không làm ta? Huynh Hạnh Phước,
Trời ơi, phe ta mà có mình huynh hành pháp lên đọc thôi, còn huynh hành phước ngồi ngồi chơi xe nước ha, ngồi cười ha, đâu được. À, quý vị biết một cái trở ngại. Alo, còn nghe không? Ủa, mới lên hả? Mới lên chưa tập đọc hả? Giờ người ta ngồi im ru không ai đọc mà mình phải tranh thủ chứ. Chứ bây giờ người ta đưa tay nhiều quá thì coi như mình coi như bị rớt đài à. Cho nên tranh thủ thời gian không có ai thì quý vị cứ đưa tay ha. Đọc đại đi. Đọc mình thấy được cái sai của mình, đó là thành công. Chứ quý vị cứ nghĩ rằng ồ dễ thì nhào vô ha, còn khó quá thôi đi chơi vô khác không được. Nói cho quý vị biết rằng hồi hôm chúng tôi ra tới đây mà khi mà nằm xuống á, là đúng 11 giờ. Đúng 11 giờ mới được nằm xuống giường. Mà đi máy bay là chậm thua lần đi xe. Xe thời gian nó mất nhiều hơn là đi máy bay. Từ Sài Gòn ra Hà Nội dự lễ Vê Sắc mà quý vị biết là 1:15 đi ra phi trường, gần 4 giờ mà máy bay ra đây thì khoảng 1 tiếng 45 phút ha, cũng đâu có nhiêu, 5 giờ mấy gần 6 giờ. Khoảng 5 giờ mấy đã tới Hà Nội rồi. Nhưng mà từ Hà Nội nội bài mà đi đến lại chỗ Quảng Ninh này á, quý vị biết thời gian trên 3 tiếng đồng hồ ngồi xe, đã 1 tiếng mấy ở trên máy bay, được 3 tiếng mấy ngồi. Quý vị biết tới nơi là ngất ngư con tàu à. Mặt nào mặt nấy thấy bèo nhèo hết rồi. Vô chùa thỉnh lên làm lễ, trời đất ơi mệt mỏi quá mà làm lễ cái gì. Rồi xin cáo, với lại coi lại cái chỗ ngủ thì thấy ngủ tập thể giống như cá mòi vậy, thì sao vậy? Thôi xin phép quý vị phải bảo toàn sức khỏe bằng cách phải đi ra ngoài mà ngủ bờ ngủ bụi cũng được, nhưng mà có chỗ ngủ tắm rửa rồi này kia. Rồi đồng hồ reo 3 giờ phải thức dậy, giờ này ai cũng ngủ hết. Mình thức dậy mình làm bổn phận của mình, cho nên thỉnh thoảng quý vị thấy ở trong phòng thì cũng có tiếng ồn ào có người, nhưng mà cố gắng khắc phục. Bởi vì quý vị có biết rằng cái thời gian trôi qua mình đâu có lấy lại được. Hôm nay đến được với quý vị là thấy hên rồi đó. Thật sự hôm nằm xuống sợ ngủ luôn, không chịu thức dậy. Nhưng mà thức dậy là còn nhớ đến quý vị. Cho nên quý vị qua nghỉ nhớ đến chúng tôi một chút đi. Cứ để mà nó trống quá chắc là thôi, không ai đói hồi tới thì chắc chắn phải đóng gùm sớm thôi ha. Quan hệ nha. Rồi Huynh hạnh phước đưa tay lâu chưa? Rồi mời Huynh ha. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mây Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin đảnh lễ quý ngài, quý cô tu nữ. Xin chào đạo tràng, chào các đạo hữu. Con xin đọc câu pháp cú 141 ạ. Na Nattakari Viyan Na Chattana Pangka Nanasaka thang đi lát sa ika và cha ra chỗ cha làng ra chỗ cha làng u cục tít
tha năng so thần đi mạc chăng avitin na càng thăng. Dạ con xin đọc lại từ đầu. Nanakariya nacchatta nanakari yan. Bài này hơi khó. Nanakari chariya nacchatta na vanga nanasaka andila saikava rajo cha chanang ukutipa patanang so henti mak chang avitina kang kang. Không phải sống lọ thể bệnh tóc cho hết mình, tuyệt thập lăn trên đất, sống nhất, xin ngồi xổm làm con người được sạch, nếu không trừ nghi hoặc. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin phân tích câu 141, câu 1 và câu 2. Nanakacari yana chatana pangka nanasaka tandi lasa ikava na đoạn âm, na trường âm nhấn, gakari ba đoạn âm và trường âm thông thường, na cha hai đoạn âm, ta trường âm thông thường, na đoạn âm, pan trường âm nhấn, ca trường âm thông thường, na na hai trường âm thông thường, sa đoạn âm, ca trường âm thông thường, than trường âm nhấn, di la hai trường âm thông thường, y đoạn âm, a hai trường âm thông thường. Con xin đọc câu 3 và câu 4. Ra cho cha chàng làng u cô tiếp ca ba hà năng so thành đi mắt chàng a vi căng thăng. Ra đoạn âm cho trường âm thông thường, cha đoạn âm, trang trường âm nhấn, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, u trường âm nhấn, cu ti hai đoạn âm, ca trường âm nhấn, pa trường đoạn âm, tha trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, so trường âm thông so trường âm thông thường, thanh trường âm mở nhấn, ti đoạn âm, mát trường âm nhấn, chăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, avi hai đoạn âm, tin trường âm nhấn, na trường âm na đoạn âm, càng trường âm nhấn, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con xin đọc lại nguyên bài. Nanakacari ya na chata chata na panga anasaka thalila saikava rajo chala rajo chajang lang ukutikapa thanang so thanti mak chang avitinaka kang kang. Dạ, con xin đọc câu kệ. Na na cha cha ri ya na cha ta na pang ca
na na sa ga than di la sa yi ga va la cho cha lang kha u ku ti ka pa tha nang so then di ma cha a vi ti na khang kang. Dạ, con xin đọc kể hết rồi. Con biết này con sai sai rất nhiều và mong ngài Chí Đức và các quý thầy quý cô hướng dẫn và chỉ dạy lại cho con. Dạ, con xin cảm ơn và trả lại mic. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mây, Nam mô Sang Khai. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Chí Đức, quý sư, quý bà, quý cô tu nữ. Con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 141. Na na kacchariya, na chata na panka, na na saka thandila sayika wa rajo wa chan lăng ukuti kappatha năng so then ti mat chang awitin khan khang nanak gacchariya na chata na panka na na saka than di lasayika wa rajo wa chan lăng ukuti kappatha năng so then ti mat chang Avitinakankang. Con xin phân tích câu 1 và 2. Nanakacchariya nacatta napanka nanasakathan dilasayikawa. Na đoạn âm. Na trường âm nhấn. Ga đoạn âm. Cha đoạn âm. Ri đoạn âm. Ya trường âm thông thường. Ná đoạn âm, chá đoạn âm, ta trường âm thông thường, ná đoạn âm, văn trường âm nhấn, ca trường âm thông thường, na na hai trường âm thông thường, xá đoạn âm, ca trường âm thông thường, thân trường âm nhấn, tí đoạn âm, lá đoạn âm, xa trường âm thông thường, dí đoạn âm, ca trường âm thông thường, qua trường âm thông thường. Nanakariya nacatta napanka nanasaka thandilasayikawa. Câu 3 và 4. Rajo wa chan lang uku tikapathanang so then timat chang awitinakankang. Ra đoạn âm, cho trường âm thông thường, quá đoạn âm, chân trường âm
nhẫn lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Út trường âm nhấn, cút trường đoạn âm, tí đoạn âm, cá cắp trường âm nhấn, bá đoạn âm, tha trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xô trường âm thông thường, thên trường âm nhấn, tí đoạn âm, mắt trường âm nhấn, chân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, quý đoạn âm, tinh trường âm nhấn, ná đoạn âm, khăn trường âm nhẫn, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ra chỗ quá trận lần út khúc tí cấp bá thả năng, xô thên tí mắt chẳng áo quý tình ná khăn khăn. Na nắc gá chá rí dạ ná chá tà ná bàn ca, na na sá ca thành đi lá xa, dí ca hoa. Ra chỗ quá trận lần út khúc tí cấp ba thả năng, số thên tí mẫn chẳng áo quy tín nát khăn. Không phải sống lọ thể, bệnh tóc, trò trép mình, tuyệt thực lăn trên đất, sống nhớp, suy ngồi xổm, làm con người được sạch, nếu không trừ nghi hoặc của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Na nâng ga cha ri ya na cha ta na pang ka na na sa ka than li la sa yi ka wa ra cho wa cha lang u kun ti kam pa tha nang so then ti man chang a wi ti na khan khan na nang cha kariyana cha ta na bangka na na sa ka than di la sa yi ka wa ra chu wa cha nang ku ti kam pa tha nang so then ti man chang a wi ti na khan khan. Dạ, hôm nay bài dài, con có phân tích sai, có đọc sai, xin Ngài sửa giùm và đạo tràng sửa giùm cho con. Con kính tri ân Ngài và đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khả Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ thượng tọa Thế Đức cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin được đọc bài kinh Pháp Cú câu số 141. Na na gacchariya na chatta na pang chang na na sakka thang dilassa yikawa racho vachan lang ukkutika patta nang sô thèn tí mắt chẳng á quy tình nắc khăn. Không phải sống lõa thể, bệnh tóc cho trét mình, tuyệt thực lăn trên đất, sống nhớp xiên ngồi sởm, làm con người được sạch, nếu không trừ nghi hoặc. Là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ. Na na gacchariya na chatta na pang chăng na na sakka thang di la sa yi ka wa ra cho wa chan lang o ku ti ka pa ta nang so ten ti mak chang a wi ting na kang khang. Na na ga cha ri ya na cha ta na pang kang na na sakka thang di la sa yi ka wa ra cho wa chan lang o ku ti ka pa ta nang so ten ti mak chang a wi ting na kang khang. Na na gacchariya na chatta na pang kang na na sakka thang dilassa yikawa ra cho wa chan lang ukkutika pathanang so ten ti mak chang a wi ting na kang khang. Dạ con xin hết ạ. Kính mời người tiếp theo.
xa tu để được tuệ đức, để được tuệ đức lên làm thay đổi không khí nha. Nhưng mà rồi cũng im ru, phải ráng lên chút giống vui vẻ chứ sao mà quý vị chiếc hà nè vô thấy im ru cái bỏ chạy đó. Rồi bây giờ thấy cái bài này khó quá thôi ngồi ngồi mà ngó ráng này đi, cái gì khó chúng ta vượt qua được mới cảm thấy là hạnh phúc. Xin cả bài hả? Trời ơi, năn nỉ mới chịu lên, khổ quá. Xin mời. Rồi, xích hà rớt rồi, vô lại. Có lên được nữa không? Alo, xích hà, không nghe gì hết hả? Máy này tốt mà, nghe. Rồi, xin mời bàn tay. Xích hà là người cuối cùng nghe. Alo, xin mời, bàn tay đâu mất tiêu rồi. Alo, thì phải đưa tay lên ngửa ra người ta mới cho chứ ai không chịu đưa tay không chịu ngửa tay ra làm sao mà nhận được. Rồi xin mời. Dạ Nam Mô Phật Thầy, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Khà, dạ dạ con kính đảnh lễ ngài Chư Đức Chư Tôn Đức Tăng, con kính lễ các cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Dạ, thay máy của con em biết sao nó cứ chật. Dạ, rồi cho con cảm ơn ngài đưa bài, con sẽ trả bài ngay lập tức. Dạ. Dạ, câu pháp cú 141. Bài câu á, nát, 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 gác, nát. Na na ga cha ri ya na cha na cha ta na pan ka na na sa ka tham di la sa yi ka wa ra cho wa cha lang u ku tit ka ba tha nang so the so thân ti mắt chẳng a tình na cần na cần cần. Con đọc lại. Na na ga cha ri ya na cha ta na ba ka na na sa ka than di na sa yi ka wa ra cho wa cha lang u kut ti kap ta tha nan so than ti mat chang a ti tin na cần. Nát thành không, không thể sống loại thể bệnh tóc cho trác mình tuyệt thực lăng. Trên đất sống nhóp xiên ngồi xổm, làm con người được sạch nếu không trừ nguy hoặc. Bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu và con sư phân tích. Ná đoạn âm, nát trường âm nhấn, gá, trá, rí, bà đoạn âm. Gia trường âm thông thường, ná đoạn âm, trá đoạn âm, ta trường âm thông thường, ná đoạn âm, bon trường âm nhấn, ca trường âm thông thường, ná nát gát chá ri già, ná chà tà, ná bàn cà, na na hai trường âm thông thường, xá đoạn âm, ca trường âm thông thường, than trường âm nhấn, đí lá hai đoạn âm, xa trường âm thông thường, dí đoạn âm, ca qua hai trường âm thông thường, na na sát cà thàn đi la xà dí cà qua rá đoạn âm, trô trường âm thông thường, quá đoạn âm, quá chá hai đoạn âm là đó. Dạ con xin sám hối, con đọc lại. Rá
đoạn âm trù trường âm thông thường quá, đoạn âm cho trường âm nhấn lăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm khu, trường âm nhấn cút tí, hai đoạn âm tháp trường âm nhấn bá, đoạn âm tha trường âm thông thường năng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm ra trù quá trò lăng út cút tí cấp ta thầm ba thà năng so trường âm thông thường thêm trường âm nhấn tí đoạn âm mắt trường âm nhấn trăng trường âm đọc theo dòng nguyên âm á quý hai đoạn âm tinh trường âm nhấn ná đoạn âm khan trường âm nhấn khan trường âm đọc theo dòng nguyên âm so thêm tí mắt trăng á áo quý tinh ná khan khan Naka không. Con đọc lại. Nagacharya nachata na banka nana saka thang dilasa yikawa racho waya lang ukutika uthen timang avittin nakan kong Nagacharya nachata na banka nana saka tham dila sayikawa racho wancha lang ukuti kapatanang so thun tikmat chang avitin nakan kong. Không phải sống lạ thể, bệnh tóc trò trách mình tuyệt thực, lòng trên đất sống nhớ, suy ngồi sớm, làm con người đức sạch, nếu không trừ nghi hoặc. Bán dịch con trừ thích mình chờ. Dạ, con đọc xong, dạ, con sai xin ngồi. Chính xử. Alo, 123, 123, quý vị nghe Sích Hà đọc hay không? Rõ không? Riêng chúng tôi nghe giống như Sích Hà thì thầm cái gì á, mắc cỡ hay sao mà nói chuyện nhỏ xíu à, cho nên không bắt lỗi được, không biết đúng sai sao nữa, khổ thiệt. Sích Hà thông cảm ha, bởi vì cái bài nó khó, mà mình đọc rõ ràng thì người ta nghe hết, cho nên mới đọc nhỏ vậy ha, nhỏ vậy người ta không bắt lỗi mình được. Nhưng mà quý vị thấy bài hôm nay khó không? Quý vị đồng ý không? Chính nó khó như vậy mà vị nào mà đưa tay lên đọc á, nó cảm thấy rằng mình là anh hùng, mình là một chiến sĩ, tức là quý vị lên đọc cảm thấy là hãnh diện. Ồ, bài khó mà tôi đọc được nè, bà con thấy giỏi chưa? Chính cái đó mới là hãnh diện ha. Càng khó bao nhiêu, chúng ta đọc đi đọc lại nhiều lần. Thời gian mà chúng tôi đi học sinh ngữ, những cái chỗ nào mà khó là học thuộc lòng, học để đó. Nhưng mà rồi khi đụng chuyện kéo nó ra, thì ở đây cũng vậy. Câu Phật ngôn này khó, nhưng mà quý vị đọc được, quý vị cảm thấy hãnh diện, rất là sung sướng. Bởi vì mình vượt qua cái khó, mình tự làm chủ lấy chính mình. Xà tú, rất là cảm ơn quý vị. Rồi bây giờ chúng ta đi vào ý nghĩa. Khi chúng ta đọc được thì chúng ta phải biết ý nghĩa của câu Phật ngôn này tại sao khó. Câu đầu tiên Nana Gacharya Nachata Nabangka. Câu đầu tiên chúng ta thấy 1, 2, 3, 4, 5, 6 từ ha. 6 từ này thì có 3 từ giống nhau, đó là chớ, đừng, không. Chữ ná, chớ, đừng, không, còn thêm chữ không phải nữa chứ.
chớ đừng không phải, đó là chữ na. Rồi nắc ga cha lị già này, nắc ga có nghĩa là lõa thể, cha lị già là cái hạnh hay là thực hành, nè hạnh hay là thực hành. Chữ cha lị già này là một danh từ nữ tính ha, a karan ta ít thi linh ga, mà nắc cha nắc Gacharya tức là sự thực hành lõa thể, sự thực hành lõa thể. Và chữ cuối cùng băng ca nhanh quá làm Sư Kêu Quang viết không kịp, nhiều khi cũng nói tại sao hôm nay quạo sao mà đọc lẽ. Rồi Sư Như Quan thông cảm ha. Chữ băng ca, băng ca đây là một danh từ nam tính ha, akranta bumlinga, và băng ca có nghĩa là sự bôi chét, sự bôi chét các bùn đất á, à, lấy những cái đồ dơ mà quẹt lên, vẽ lên, hoa lên trên người, thì văn ca có nghĩa là sự bôi chét các buồn đất. À chữ chát ta, xin lỗi trời ơi, không nhắc mà quên rồi. Chữ chát ta, chữ ta, chát ta đây là một danh từ nữ tính, akranta ithilinga. Chát ta có nghĩa là búi tóc hay là bệnh tóc, búi tóc hay là bệnh tóc. Rồi, băng ca sự bôi chét các bùn đất, sự bôi chét các bùn đất. Rồi, như vậy thì câu này nói lên ý nghĩa gì? Nên nó Gacharya na chata na bằng ca, không phải sự thực hành lõa thể, không phải các búi tóc, không phải sự bôi chét các buồn đất, là ý nghĩa câu số 1 ha. Có thể không phải chết đất rồi xa thủ thủ. Rồi. Câu sắc là quả na hai, chữ na cộng với ana saka, à quý vị thấy na nó có nghĩa là không phải ha. Ana saka do từ asaka, asaka là vật thực, nhưng mà có chữ anh là vật chất, không phải vật thực, có nghĩa là không phải sự tuyệt thực, không phải sự ăn uống ha. Na na saka không phải sự tuyệt thực. Rồi từ thứ hai, thanh đi na sa di ca, thanh đi la sa di ca. Thanh đi la đây là một danh từ trung tính, akaranta napum sakalinga. Thanh đi la có nghĩa là mặt đất, mặt đất,
Rồi Sa-di-ca, tôi nghe là nằm. Vậy thì thanh đi lá Sa-di-ca là sự nằm trên mặt đất. Sự nằm trên mặt đất. Chữ hoa có nghĩa là hòa, có nghĩa là không phải sự thực thực và không phải sự nằm trên mặt đất. Nào, đó là ý nghĩa câu số 2 ha. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục câu số 3. Câu số 3 là chô quát chát chan lăng út cú tí cấp bát hà năng. 1, 2, 3, 4 từ ha. Ra chô quát chan lăng út cú tí cấp bát hà năng. Chữ ra chô, Racho đây là một danh từ trung trung tính ha. Racho do từ Racha và đứng làm chủ từ Bathama Ekavachana Vipatti, cho nên Racha biến thành Racho. Racho có nghĩa là bụi bặm. Racho bụi bặm. Chữ quá có nghĩa là hay hoặc. Ra chô do từ rát chát. Rồi hay hoặc chan lăng do cái từ chan lá, nó là một trung từ danh từ trung tính akaran tanapum sakalinga. Nhưng mà chan lá được kia theo đối cách dutiya vipatti ekavachana, cho nên biến thành chan lăng. Chan lăng có nghĩa là cáo ghét. Cáo ghét không phải là giận hờn, mà cáo ghét ở đây là những cái chất dơ trên thân người. Ví dụ khi mà Tế Điên Hòa Thượng á chữa bệnh cho người ta, thì ông ta đưa tay vô nắp nè, ông chà cái mồ hôi của ông ta, rồi ông ta chà thành ra một cái cục dơ như vậy trên người. Rồi ông lấy cái cục đó ông cho người ta uống, gọi là thuốc đen. Cáo ghét là những cái mồ hôi mà nó khô, hoặc là những cái chất dơ nó dính trên da mình đó, rồi mình chà nó có cục đen đó. Thì Tế Điên Hòa Thượng đã dùng cái cáo ghét này làm thuốc để chữa bệnh cho người ta. Nghe ứng quá hả, trời ơi sao mà gặp ổng được. Người ta nói rằng ổng là một vị A-la-hán. Vị A-la-hán đó coi như giáng phàm để trở thành một cái vị Tế Điên Hòa Thượng, thành ra thuốc bổ như thuốc tể gì biết. Rồi chữ chan lăng đó, cáo ghét không phải là giận hờn, mà cáo ghét ở đây là những cái chất dơ trong người ha. Rồi chan lăng rồi sao nữa, còn cái từ nào nữa? Alo, câu số 3 hết chưa? Mình chào Sĩ Nguyên Trang, hôm nay tập thể dục nhiều quá, chạy vô chạy ra hoài. Rồi, vậy thì câu thứ út cú tí cấp ba tha năng. Rồi, cái chữ này mới quan trọng nè. Chữ út cú tí ca, rồi cộng với ba tha năng, út ba tí ca. Đây là một danh từ nam tính akaran tapung linga ha. Nhưng mà ý nghĩa của nó cái nghĩa là trùm hổm.
Chồm hổm khóc với chữ khác với từ chồm hông nha. Chồm hổm tức là ngồi cái kiểu mà nước lụt á. Quý vị biết nước lụt á, người ta không có ngồi bày xuống dưới đâu, mà người ta ngồi chồm hổm. Đối với chư tăng á, khi mà sám hối với nhau, làm lễ phát lộ thì thường hay ngồi chồm hổm. Lý do ngồi chồm hổm là các ngài ở trong rừng, trong núi ha, chân cẳng rồi muốn cho y áo khỏi dơ thì phải ngồi chồm hổm, chắp tay lại để mà sám hối. Thì ở đây cái hình thức chồm hổm tức là ngồi giống như ngồi bó gối vậy, không có ngồi bệt xuống dưới. Cho nên hai chân mà ngồi cái kiểu đó thì người ta gọi là ngồi chồm hổm ha. Rồi cái từ bát tha năng do cái từ bát tha na. Bát tha na là sự cố gắng, sự cố gắng, sự ra sức. Vậy thì út kuti cấp bát tha năng là sự cố gắng ngồi chồm hổm, sự cố gắng ngồi chồm hổm. Vậy thì câu thứ ba, câu thứ ba, câu thứ ba sao? Câu số ba chạy mất tiêu rồi. Câu số ba ra trù quá trăng lần út quý tí cấp bách hà lần. Là đúng rồi. Bụi bặm không phải sự không phải bụi bặm cáu ghét hay là sự ngồi ra sức ngồi chồm hổm, không phải bụi bặm hoặc là cáu ghét hoặc là ra sức ngồi chồm hổm. Đó là câu số 3 ha. Rồi câu cuối cùng. Sô thên tí mắt chân á quý tình nát cần khăn. Câu cuối cùng. Không phải sự bụi bặm hay cấu ghét hay cố gắng ngồi chồm hổm. Và câu cuối. Sô thên tí mắt chân á quý tình nát cần khăn. Chữ sô thên tí, đây là một động từ. Sô thên tí, chạy ra mất tiêu rồi. Sô thên tí. Chữ sô thên tí, động từ này là ra sức, cũng phải ra sức nữa. Sô thên tí là được trong sạch chứ, do cái căn ngữ suốt, suốt thác, suốt thi. Sô thên tí là được trong sạch, cái động từ làm cho trong sạch. Rồi, từ thứ hai, mắt chân. Mắt chân do cái từ mắt cá. Mắt cá là một danh từ nam tính, Akrantapumlinga. Mắt cá có nghĩa là con người, được chia theo đối các Dutiya Vipati Kavacana. Mắt chân là con người. Rồi Awitin Nakan Khang. Awitin Nakan Khang. Chữ á có nghĩa là không, không phải. Rồi quy tinh nát canh khăn do từ quy tinh nát canh khác. Quy tinh nát canh khác có nghĩa là vượt qua hoài nghi, vượt qua hoài nghi. Nhưng mà có chữ A trước, áo quy tinh nó cành khăn là
chưa có vượt qua hoài nghi, hoặc là không có vượt qua hoài nghi. Vậy thì câu số 4. Sô thên tí mắt chàng áo quy tình nát cành thần. Không phải sự ra sức ngồi. Như vậy là hai câu này nó làm cho chúng ta coi như bổ sung cho nhau ha. Tức là có người chưa vượt qua sự nghi hoặc mà được trong sạch, con người chưa vượt qua sự trong sự nghi hoặc mà được trong sạch. Rất rõ nha. Vậy thì câu Phật ngôn 141 cho chúng ta ý nghĩa là không phải sự thực hành lõa thể, không phải các búi tóc, không phải là sự bôi chét các bùn đất, không phải sự tuyệt thực hoặc sự ngồi, sự nằm trên mặt đất, không phải bụi bặm và báo ghét, cáo ghét, không phải sự ra sức ngồi trồm hổm làm cho con người chưa vượt qua sự nghi hoặc mà được trong sạch. Đọc lại mà đọc cũng không chạy nữa, bạn khó đến nỗi như vậy đó. Xin lập lại ha. Không phải sự thực hành lõa thể, không phải các búi tóc, không phải sự bôi chét các bùn đất, không phải sự tuyệt thực hoặc sự nằm trên mặt đất, không phải bụi bặm và cáo ghét, không phải sự ra sức ngồi chồm hổm làm cho con người chưa vượt qua sự nghi hoặc được trong sạch. Khó quá. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ Lục Bát đây này, hơi dài tí nha. Bằng cách lõa thể lang thang, hoặc là bền tóc cho thang trát mình, hay là với mặt buồn sình, hoặc như tuyệt thực tốt hình sảy khô, tu gì đất bẩn nằm co, lấm lem bụi dính phế phơ dọa người, ngồi xổm hoặc nhảy loi choi, nhìn ăn nhìn thở sống đời dị nhân, ấy là thanh lọc thân tâm, hoài nghi trừ diệt thánh nhân đời này. Than ôi, khổ hạnh đặc bài, nhân khổ quả khổ biết hay trí buồn. Quý vị thấy với cái lô dịch văn xuôi, không phải hành lõa thể, không phải các búi tóc, không phải sự bôi chét các bùn đất, không phải sự tuyệt thực hoặc sự nằm trên mặt đất, không phải sự bụi bặm cáu ghét, hay là rã sức ngồi trồm hổm làm cho con người chưa vượt qua được sự nghi hoặc mà được trong sạch. Lặp lại này dưới đất mà qua lối thơ văn thì rõ ràng ha. Bằng cách lõa thể lang thang, hoặc là bền tóc cho thang chát mình, hay là bôi mặt buồn sình, hoặc như tuyệt thực tốt hình sậy khô, tu gì đất bẩn nằm co, lấm lên bụi dính phế phơ dọa người, ngồi xổm hoặc nhảy loa choai, nhìn ăn nhìn thở sống đời dị nhân, ấy là thanh lập thân tâm, hoài nghi trừ diệt thánh nhân đời này. Than ôi, khổ hạnh đặc bày, nhân khổ quả khổ biết hay trí cuồng. Rồi quý vị thấy đây là một cái lối tu hình thức ha, một lối tu hình thức. Bây giờ đi vào nội dung để chúng ta thấy rằng
tại sao có những cách tu để mà lập dị như vậy ha, nó khác biệt, tạo ra nhiều cái khổ. Khi mà Đức Phật ngự tại chùa Kỳ Viên thì Ngài đề cập đến một cái vị tỳ khưu có nhiều vật dụng. Có một vị trưởng giả đại gia cư ngụ ở thành Xá Vệ, sau khi vợ chết mới đi xuất gia. Khi mà sắp xuất gia thì vị đó cho các chỗ ngủ riêng cùng với nhà khói, nhà kho, rồi cho chất đầy vào đó các vật dụng như thuốc ngừa bệnh, dầu, bơ, đường, sữa, vân vân, đầy luôn cả một cái nhà kho. Sau khi xuất gia xong, vị đó cho gọi những đệ tử của mình đến nấu các món ăn theo sở thích. Vị đó có nhiều vật dụng, nhiều đồ đạc. Ban đêm thì mặc y thế này, khoác áo kia. Ban ngày thì mặc y này, khoác áo nọ. Và ở cách biệt trong cái ranh của chùa, tức là sống biệt lập. Một hôm khi vị đó đem các y phục của mình trải ra phơi nắng, các vị tỳ khưu đi tam bà từ tỉnh thất này qua tỉnh thất kia. Khi mà thấy vậy mới nói rằng: ô, những y phục này của ai mà nhiều vậy đạo hữu? Của tôi đó. Nghe nói vậy thì các vị tỳ khưu mới phiền trách: này đạo hữu, Đức Phật cho phép chỉ có tam y quả bát, vậy mà đạo hữu đã xuất gia trong giáo pháp này, tại sao không có hành tri túc thiểu dục? Đạo hữu là người có nhiều vật dụng như vậy. Chư tăng mới đem vị đó đến trình với Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, vị tỳ khưu này là người lợi dưỡng, có quá nhiều vật dụng. Đức Phật mới hỏi: này tỳ khưu, lời nói về thầy như vậy có đúng hay không? Bạch Ngài: đúng như vậy. Đức Phật mới quở: này tỳ khưu, tại sao Như Lai thuyết giảng về pháp thiểu dục tri túc mà thầy còn là người có nhiều vật dụng như thế? Khi mới nghe Đức Phật quở bấy nhiêu thì vị tỳ khưu này nói giận đáp rằng: ngay bây giờ tôi sẽ cởi đồ mà đi ngay, không tu nữa. Vì đó nói rồi tự yếu ức y tròn ở bên ngoài, còn mặc lại một lấy y rồi đứng giữa hội chúng. Khi đó Đức Phật mới nói lời xây dựng, phấn khích cái vị đó như thế này: này tỳ khưu kia, trước kia ngươi chẳng phải là người đi tìm cái tàm cái quý hay sao? Trong thời gian là quỷ thần, ngươi đã mãi miết đi tìm cái tàm cái quý suốt 12 năm trời. Tại sao bây giờ xuất gia trong giáo pháp của Như Lai tôn nghiêm như vậy mà ngươi lại vứt bỏ y rồi đứng giữa hội chúng như thế này? Tàm quý bỏ đâu rồi? Khi nghe Đức Phật nói vậy, vị này nhớ lại, cảm thấy rằng mất cỡ, tàm quỷ khôi phục lại, cho nên mới nhặt y đắp lên mình đến để Đức Phật, rồi ngồi xuống một bên. Các vị tỳ khưu muốn biết rõ cái lý do trong quá khứ như thế nào, cho nên yêu cầu Đức Phật giải thích. Đức Thế Tôn mới kể lại câu chuyện tiền kiếp như thế này: thuở xa xưa kia, Đức Bồ Tát đã sanh làm hoàng hậu của Đức Vua Đông Đô ở Varanasi. Đến ngày lễ đặt tên, Bồ Tát có tên là Thái tử Mahisana, có nghĩa là đại cung nỏ. Rồi Bồ Tát có được một người em trai tên là Chành Đá, gọi là Nguyệt. Rồi khi hoàng hậu mẹ của hai hoàng tử này băng hà, Đức Vua phong cho một bà phi lên làm hoàng hậu. Bà này cũng sanh được một hoàng nam. Hoàng tử út được đặt tên là Suriya Nhật. Thấy mặt hoàng tử út, Đức Vua rất là hoan hỷ và phán rằng: chẩm
sẽ ân tứ cho con ái hậu một lời yêu cầu. Hoàng hậu đáp: Tâu hoàng thượng, thần thiếp sẽ nhận lãnh ân huệ này khi nào có ý muốn khởi lên. Rồi khi hoàng tử Úc là Suriya đến tuổi trưởng thành, hoàng hậu mới tâu với đức vua: Tâu hoàng thượng, khi mà thần thiếp sanh hoàng tử Úc Suriya thì hoàng thượng có chuẩn tấu ban cho một lời yêu cầu. Vậy thì nay lời yêu cầu đó xin trình lên hoàng thượng là xin được ban vương vị cho con của thần thiếp. Đức vua từ chối: Hai con của trẫm như hai cái đốm lửa sáng ngời, trẫm không thể ban cho con hoàng hậu được. Tuy cái lời nói của mình bị đức vua bác, nhưng mà hoàng hậu cứ tiếp tục yêu cầu mãi. Thế như vậy, đức vua mới nghĩ hoàng hậu có thể làm những cái điều bất lợi để hai con của anh. Khi hai hoàng tử đến và đức vua phán rằng: Này hai con, khi mà hoàng tử Suriya ra đời, cha có hứa ban cho một ân huệ theo yêu cầu. Thì nay mẫu hậu của hoàng tử xin cho con mình được vương vị, chẳng không muốn ân tứ. Tuy nhiên sẽ rằng hoàng hậu sẽ mưu hại hai con. Hai con hãy đi lánh mặt vào trong rừng, chờ khi nào trẫm băng hà rồi thì trở về mà kế vị. Nói rồi đức vua bảo hai con ra đi. Hai vị hoàng tử cáo biệt vua cha, xuống khỏi đền thì gặp vị hoàng tử Úc Suriya đang chơi ở đó, mới nói thật sự tình. Khi mới biết rõ nguyên do cuộc khởi hành này thì hoàng tử Úc cũng đi theo hai anh. Khi mà đến rừng trước lãnh Bồ Tát bỏ đại lộ, rẽ vào một con đường mòn, ngồi dưới một gốc cây rồi bảo hoàng tử Suriya: Hoàng đệ hãy đến cái ao kia tắm rửa và giải khát đi, rồi lấy lá sen bọc nước đem về cho hai anh. Cái ao này có một thủy thần đã được thiên vương Vaisavana cho phép trấn giữ, với một cái vương lệnh rằng: Ngoại trừ cái người biết thiên pháp, người được phép ăn thịt tất cả những người khác lội xuống cái ao này. Và từ đó về sau, thấy người nào lội xuống ao, thủy thần hỏi về thiên pháp mà không biết là nó bắt ăn thịt hết. Thế là hoàng tử Suriya lộ xuống ao, rồi thủy thần bắt và hỏi về thiên pháp thì hoàng tử Suriya không biết, ngồi chờ không thấy nước, bảo hoàng tử chanh đá, hoàng tử kế nó đi tìm nước, và hoàng tử chanh đá đến đó cũng bị thủy thần bắt, và khi hỏi về thiên pháp thì không biết gì hết. Rồi hoàng tử mới tìm hiểu lý do tại sao mà hai đứa em của mình không về, và khi đến đó thì cũng bị thủy thần chặn lại và hỏi có biết thiên pháp hay không. Thì hoàng tử mới trả lời: Ta biết thiên pháp, và nói rằng bây giờ mình ta dơ dãi, ta không thể thuyết pháp được. Và Dạ Xoa đã cho Bồ Tát tắm rửa, dâng nước cho Đức Bồ Tát, rồi Bồ Tát lên cái bồ đoàn đặt chính giữa, trang trí rất là đẹp, rồi mình ngồi ở dưới nghe Đức Bồ Tát giảng về thiên pháp. Thì Đức Bồ Tát mới trả lời: Đầy đủ tàm và quỷ chuyên tâm về bạch pháp, an tịnh bậc chân nhân ở đời gọi thiên pháp. Dạ Xoa nghe rất là hoan hỷ, mới thưa rằng: Thưa bậc hiền trí, tôi có tâm tình tính với hiền với ngài, tôi sẽ cho ngài một người em, tôi sẽ mang đến người nào? Thì Đức Bồ Tát bảo phải đem đứa em út lại đây.
thưa bậc hiền trí, Ngài biết về thiên pháp như vậy mà Ngài không hành theo thiên pháp. Tại sao? Vì Ngài đã phế trưởng lập thứ, Ngài không tôn trọng tư quyền của người làm ân. Này Già Xoa, ta biết thiên pháp và thực hành đúng theo thiên pháp. Quả vậy, vì đứa em út này mà chúng ta phải vào rừng, và cũng vì hạnh phúc của nó mà mẹ nó đã xin vương vị nơi cha của chúng ta. Phụ quân chúng ta đã không ban cho nó ân huệ mà còn ra lệnh cho chúng ta đi vào ở trong rừng, cốt để bảo vệ chúng ta. À, hoàng tử út không chịu quay trở lại mà cùng đi với chúng ta nữa. Nếu mà ta nói một con dã xa đã ăn thịt nó ở trong rừng thì chắc chắn không ai tin lời chúng ta mà tỏ lời chê trách. À, cho nên mới đem đứa em út này cho dạ sao ăn thịt. Dạ xoa nghe càng trong sạch hơn với Đức Bồ Tát và nói: lành thay bậc hiền trí, Ngài biết thiện pháp và sẽ sinh đúng theo thiên pháp. À, xin lỗi quý vị, chúng tôi xin phép coi như chấm dứt lại đây bởi vì chuẩn bị ra xe, mong quý vị thông cảm. Alo, chị Hồng Nhật ơi, đã linh hoạt xong thì chị Hồng Nhật đóng rung giùm ha. Rồi, xin phép quý vị, chúng tôi có việc phải đi. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con không biết là đạo tràng, cô Kim, cô Metta, dạ con cảm ơn cô Hồng Nhật cho con biết được tín hiệu. Con không biết cô đạo tràng có ai cầm mic chia sẻ không ạ? Dạ, cô Kim, cô Metta. Dạ, mình còn mười mấy phút nữa, dạ con không biết là mọi người còn muốn sinh hoạt nữa không ạ? Con không thấy ai trả lời hết cô ơi. nếu mà không ai trả lời chắc con dạ xích Minh Trang nấu cơm xong chưa đọc bài kia trời ơi. Nãy ngài đang đọc cái truyện nó rất là hay. Dạ cô Kim cười. Dạ cô Kim, cô mời cô. Con thấy ngài đang đọc cái tích truyện rất là hay à. Con mời cô nha cô. Dạ con xin xuống mic nha cô. Để mình xong cái câu pháp cú ngày hôm nay đi cô. Dạ con mời cô. Nguyên Trang cô Đăng. Cái phóng chuyện nó hay, cái câu kinh nó... câu kinh nó cũng hay mà nó khó đọc phải nữa. Thì tức là sư nói cũng hết câu chuyện đó rồi. Thì vấn đề mà con người đi tu mà như cái ông này á, thì theo cô biết á, thì cái chuyện đó thì cái ông mà tu sĩ mà tu sướng như tiền đó
Ông biết ông đi tu, cô không biết ông đi tu làm gì nữa, ông ở nhà lên cho rồi đi. Ông đi tu mà ông giống như ở nhà vậy. Ông ăn, ông cắt nhà, ông nhà bếp, không có người nấu cho ông ăn á. Cô thấy mắc cười quá à. Nhưng mà theo cô biết á, đại khái là những người mà họ nhiều tiền kiếp á, họ sống đầy đủ vật thực á, họ quen rồi, cũng như cái đó giống như một thường cảnh y duyên vậy đó. Tức là cái thói quen thông thường của họ về rồi. Nhiều tiền kiếp á, là ổng là một thủy thần. Ai mà không biết pháp thì xuống tắm là ổng có quyền bắt ăn thịt, không có tội. Tại ông được phép với ổng giữ cái hồ đó. Bây giờ cái, nhưng mà ổng là nhiều kiếp trước lúc mà còn thủy thần á, ổng lúc nào ổng cũng có cái tâm, ổng tầm cầu chánh pháp. Mà có thể là trước khi ổng làm thủy thần, nó nhiều tiền kiếp trước rồi, ổng cũng có tu hành nhiều lắm rồi. Ổng có tu hành nhiều thì ổng mới thích pháp, mới hiểu pháp. Mới đi tìm cầu cái đúng rồi cái phước của ổng, thì ổng tìm cầu ổng có làm cái gì đó thì ổng được ban phước là thay vì thủy thần giống như mấy quỷ gia ta vậy đó, nó được ăn thịt ăn này giống như là mấy con dồi ấy, thì cái nghiệp của nó thì nó ăn đủ thứ, ăn tức ăn đái ăn tùm lum hết, cái gì mà dơ bẩn là nó ăn. Còn mấy con chim mà mấy con chim gọi là con gì ta, không phải mấy con quạ, mấy con tinh trên, đúng rồi, mấy con tinh trên á, mấy con tinh trên á, thì nó ăn xác chết cái gì mà có mùi thúi là nó là ăn hả, hiểu không? Chẳng hạn như mỗi con thú hay mỗi người đều có cái nghiệp riêng, giống như dạ tha hay là mấy con gì tự nhiên quên dạ tha, chứ có những con dạ tha đó mà nó ăn thịt người, ăn thú người đó, ăn thịt thúi đó, nó ăn giống vậy, thì mỗi người theo cô nghĩ nó có một cái nghiệp của nó. Thì nó ăn giống vậy, giống như mấy con bò vậy, nó không ăn thịt, nó ăn cỏ thôi đó. Thì cô nghĩ là như vậy, nhưng mà không biết cái ông này á, ông Đức Phật có đắc đạo quả không để cô coi lại coi. Một vị sa môn không chịu cho lên không thật sinh nữa, không, ông không có chứng đắc gì hết sau cái bài pháp của Đức Phật La ổng đó. Thì ông không có chứng đắc gì hết, nhưng mà trong đó có nhiều vị tỳ khu họ đủ nhân duyên, họ nghe cái bài kinh này của bài kệ này của Đức Phật, thì rất nhiều người chứng quả tu đào hoàng. Còn ông này không có, trời ơi, ông tu mà ông ăn nhiều quá à, ông không biết ông vô ông tu làm gì. Ông ý ông cũng tìm cầu, ông muốn đi tu như vị tỳ khu để ông được phước, nhưng mà cái thường cảnh y duyên của ông nặng quá. Ông cắt nhà kho rồi áo rồi có người nấu cơm, ông sống, ông không riêng biệt lập của ổng, tức là ổng vô tăng đoàn, ổng không đi phước thực. Ổng nói phước thực mệt chứ tao có tiền của cha tao mướn người ăn cũng vậy, rồi ta vô ta nghe pháp thôi. Thì giống như tiền kiếp ổng là một vị thủy thần, đâu cần làm đâu, ngồi đó chờ người nào mà lại biết pháp thì ổng cho múc nước uống nước, ổng không ăn thịt. Còn người nào không biết vô thì ổng đậu hết, ổng ăn hết. Thì theo cô nghĩ gì đó, thì đó một thường tăng duy duyên. Nhưng mà vô mà tăng đoàn rồi đó thì Đức Phật có những cái luật lệ, những cái chi lá là luật đó, luật đặt cho tăng á, là phải hiểu biết tri túc, tức là họ biết đủ cái gì cần cho thôi, chứ không có phải muốn, tức là cần thôi, thì phải biết hiểu tri túc, biết khiêm nhường, biết đền ơn người, biết hiểu pháp, tức là dễ dạy, dễ sống, tức là ai mà nói cái gì á thì các vị tỳ khu cũng nghe, nhưng mà nghe cái điều đó mà đúng thì các vị tỳ khu thì chấp nhận, nếu không đúng họ cũng không có phản đối hay gì hết, thì họ im lặng thôi. Thì những điều này Đức Phật cũng dạy chúng ta rồi, nếu chúng ta muốn bỏ hết những phiền não thì chúng ta phải bỏ hết những cái ham muốn, những cái muốn của mình á, còn cái cần phải dùng, đó là mình cũng phải cần cái nhà ở, mình có thực phẩm, có cái chỗ ngủ, có vật thực, có thuốc men khi cần, đó là đời sống của mọi người. Nhưng mà đừng có muốn, cô thấy cái xã hội này nó điên đảo quá, chính vì nó điên đảo nó muốn nhiều quá thì nó mới khổ. Có một chiếc xe rồi không, mua một chiếc xe khác bự hơn,
như cái xe mua xong rồi mua chiếc xe về cây sành, mua cái xe mobile home nó bự bành chi nái để chặt nhà. Rồi cái nhà này nói ôi nhỏ quá, tôi có nhiều bạn lắm, bạn lợi không đủ, mua cái nhà bự lên, nhà bự thì tốn nhiều tiền insurance, phải mướn người làm phụ mệt mỏi, phải tốn nhiều tiền, thiếu nợ nhiều hơn thì chính sự ham muốn cái tham cho mình khổ, phải làm việc nhiều hơn, mà nếu làm việc nhiều hơn thì mệt mỏi hơn thì đâu có nhiều thì giờ để mà tu tập hay nghĩ những chuyện khác đâu, thì con nghĩ giống vậy. Thì cô kể ai cũng có cái phước hết, ông này cũng có cái phước, ông mới vô tăng đoàn, nhưng mà cái thượng cảnh y duyên của ông nó bự quá, lớn quá. Ổng đi tu mà ổng đi bận quần áo nhiều, rồi có người nấu cơm cắt nhà. Cô nghĩ rằng ổng ở nhà luôn cho rồi đi, như một cư sĩ ổng hỏi bị la, ổng vô ông chi ổng làm chuyện quái đản không giống ai hết. Như ngày Cát Sa Bá đó, Cát Sa Bá ngày giàu lắm, nhưng mà ngài là người hành cái hạnh đầu đà đó, chứ thân giá đó, tức là không ngủ, tức là ở ngồi thiền ở trong rừng nhiều hơn. Với lại ngài có cái nguyện á, ngài chỉ khi nào ngài nhập thiên diệt á, khi nào ngài ra đó là ngài tìm mấy cái người nghèo khổ nhất để mà cho người ta cúng dường. Theo ngài nghĩ đó thì những người nghèo khổ hơn, nghèo hơn khổ quá, tại vì họ không có nhiều phước á. Nếu mà họ có phước, ít nhất là cái phước cúng dường cho một vị A-la-hán như ngài đó, thì ít nhất cũng được cái quả là được tài sản nhiều, với lại có gặp ngài giảng thêm một câu pháp, dù không hiểu nhưng mà cũng có cái phước đó. Để mà có, mà lúc mà có đầy đủ tài sản duyên giả thì không có phải lo miếng ăn miếng nhiều quá, thì có nhiều thì giờ học tập thôi, học tập hơn, thì con nghĩ giống vậy đó. Dạ. Bây giờ còn bảy phút nữa thôi, cô nói vậy đủ rồi ha Duyên Trang. Mời cô tưởng tư nó nói cô đói bụng, cô lấy cái đồ cô ăn, cô đến mì cô ăn, vừa nói vậy ăn xin dám hỏi đậu chờ nha. Dạ thôi, trong khi mà chia sẻ đó thì có điều gì sai sót thì xin quý vị trong đậu tràng chỉ và hảo bỏ qua đi, sám hối chứ. Dạ thôi, xin kính chúc quý vị trong đậu tràng được ngày ăn vui may mắn ha. Xin mời quý vị khác lên đi. Dạ, xin cảm ơn nha, cảm ơn nha. Dạ, sa thú cô ạ. À. Dạ, con không biết là còn ai chia sẻ nữa không ạ. À. Dạ, nếu mà không có còn ai chia sẻ thôi, con đọc câu kinh Pháp Cú đi, rồi con thấy có sư, hình như có sư Tuệ Đức trong đây nè. Con đọc câu Pháp Cú xong rồi, sau đó con có thể, con kính thỉnh sư Tuệ Đức chúc phúc cho đạo tràng, rồi mình hồi hướng được không ạ? À? Con không biết được không ạ? À? Dạ, con không biết là hôm nay ai, dạ hôm nay là ai sẽ là đọc kinh hồi hướng, con không biết ạ. À. Dạ, con xin đọc câu Pháp Cú trước ạ. À. Đâu có tiêu. Dạ con xin đọc câu Pháp Cú 141. Nanak Gacchariya Nachata Nabanka Na Na Saka Thành Dilasa Yikawa Cha Racho Racho Wacho Wachon Lang Ukutikapatha Nang So then timak chang awitin nak kan 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 khan. Không phải sống lõa thể, bệnh tóc tro trát mình, tuyệt thực lăn trên đất, sống nhớp xiên ngồi xổm, làm con người được sạch nếu không trừ nghi hoặc. Dạ, đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. À, còn người đang cầm mic á, dạ là ai ạ? À? Dạ vậy bây giờ vậy con bỏ mic nha, con gửi mic lại nha. Dạ vậy xong rồi hả, mời Huynh Giang Nhất Hạ nha, Nguyên Trang xuống và dạ, Nguyên Trang xin xuống ạ.
Vậy thì cũng đã hết giờ rồi, bây giờ mình sẽ sám hối Tam Bảo và nhờ kính thỉnh là sư tuệ đức sẽ chúc phúc đến đạo tràng chúng ta ha. Uttamangena vandeham padapam sum varuttamam buddhe yo khalito do so buddho khamatu tang mamang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần với